Đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu máu lửa. Họ rất mạnh chứ không phải yếu. Đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung phòng ngự, phải làm sao để phòng thủ chắc hơn. Hậu vệ Trương Thị Kiều đánh giá về đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ra quân tại World Cup bằng thất bại 0-1 trước Hà Lan. Trương Thị Kiều và đồng đội theo dõi trận đấu này từ đầu đến cuối. So với đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha không mạnh bằng. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu xếp hạng 21 thế giới vẫn vượt trội nhiều mặt so với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi xem đến hết trận, họ rất mạnh, do đó, đội tuyển nữ Việt Nam phải tập trung, không được nghĩ đội nào yếu cả. Phải tập trung hết sức, điều quan trọng khi thi đấu là chính mình, phải tự tin, ra sân ở thể trạng tốt nhất để chiến đấu. Chỉ biết là đối thủ rất mạnh thì mình phải chiến đấu hết sức, Trương Thị Kiều chia sẻ. Hậu vệ mang áo số 3 vừa trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương. Cô được huấn luyện viên Mai Đức Chung tung vào sân ở hiệp 2 trận đấu với đội tuyển Mỹ. Trương Thị Kiều cho biết cô vẫn chưa đạt 100% trạng thái thi đấu do vừa nghỉ gần một năm, nhưng việc ra sân trở lại giúp hậu vệ này từng bước lấy lại sự tự tin cũng như cảm giác chơi bóng. Thể trạng tất cả mọi người rất ổn. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung làm sao để trận tới thi đấu tốt nhất. Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhắc nhở việc mất bóng nhiều, phải cầm bóng chắc để phối hợp, Trương Thị Kiều cho biết. Trong câu trả lời phỏng vấn cuối cùng trước khi bước vào buổi tập, hậu vệ đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh cô và đồng đội không ngại cái lạnh ở New Zealand. Bởi chỉ cần nghĩ tới màu cờ sắc áo thì các tuyển thủ sẽ thi đấu máu lửa.